Vâng, chào tất cả mọi người. Chào tất cả anh chị. Hôm nay em giới thiệu về một cái cây phi điệp mắt đỏ Hòa Bình. Một trong những cây phi điệp chắc là có từ rất là lâu rồi, nhưng mà vẫn được rất là ít người biết đến và được ngắm hoa trực tiếp của một cái cây phi điệp mà được mắt đỏ và được nhiều hoa như này thì rất là ít. Bởi vì thường thì người ta chỉ để nở tầm ít bông, còn đâu đa phần là người ta để nhân kỳ là chủ yếu. Một cái giò mà có thể là nở nhiều hoa như này thì phụ thuộc vào cái điều kiện, yếu tố rất là nhiều. Phụ thuộc vào ánh sáng, độ nắng và phân thuốc, cách chăm bón để ra được một cây nhiều hoa như này. Bởi vì cái dòng này nó là cái dòng Hòa Bình, nhưng mà nó cây này nó khá là siêng kỳ, chứ nó không nhiều hoa như là những cái cây như những cây khác. Có một số cây ấy, thì là khi mà nó vùng Hòa Bình nhưng mà nó chủ yếu là siêng hoa ấy, thì khi mà nó dù nắng hay là không nắng thì cái dòng siêng hoa thì nó vẫn có nhiều hoa. Nhưng riêng đặc trưng của cái cây này thì nếu như mà trồng mát thì nó sẽ rất là ít, ít hoa. Nó chủ yếu là ra ki là chiếm tỷ lệ lớn, còn tỷ lệ mà ra hoa của cái mắt đỏ thì nó ít hơn. Thì cùng với những cái video khác thì em vẫn giới thiệu về một cái cây, tất cả các đặc điểm từ thân lá đến hoa, mùa nở hoa như những video khác thì em quay sẽ quay sát hơn. Mọi người cũng chú ý là khi mà có một số đơn vị lấy lại video của em ấy và đăng lên thì mọi người để ý đây là kênh của em, là kênh Thiên Đường Ngàn Hoa. Thì có một số đơn vị cũng có thể sẽ lấy cái video này để đăng phát lại. Thực ra thì cũng rất là tốt để cho mọi người, nhiều người biết đến cái cây phi điệp mắt đỏ hơn. Nhưng mà khi mà người ta mượn video của bên em ấy thì người ta chưa có hoa nhà người ta thì nó sẽ rất là khó nói chuyện. Thì vẫn là hoa mượn thôi. Còn cây nó phải có hoa, đã nở hoa rồi thì cái việc trao đổi thì nó sẽ chất lượng hơn, nó không bị nhầm. Bởi vì khi mà nuôi một cái ki sau 3 năm thì có khi chúng ta là không còn chơi với nhau nữa rồi. Thì lúc nó nở hoa như nào thì cũng chẳng biết được. Thế nên là cái việc xác suất bị nhầm sẽ rất là nhiều. Thì đây em giới thiệu về cái thân lá để mọi người cùng xem và nhận dạng khi đi mua một cái cây mắt đỏ Hòa Bình. Cái này thì nếu mà như em sưu tầm từ ngày trước ấy, thì nguồn gốc là ở Tân Lạc Hòa Bình. Thì ở Tân Lạc ấy thì nó có thể là nhiều người người ta gọi là đổi thành một cái tên khác rồi. Nhưng mọi người chú ý rằng là khi mà nhìn hoa ấy thì người ta chụp một hai bông sẽ rất là khó để nhận diện được một cái cây chuẩn hoa. Ít nhất phải từ 3 đến 5 bông trở lên. Còn khi nó ít hoa quá thì rất là khó. Đây cùng một gốc, cùng một rề của cái cây phi điệp mắt đỏ Hòa Bình. Về độ nhận diện thân lá thì cây này cũng tương đối dễ nhận diện. Nó cũng không phải là khó như những cái cây phi điệp trắng hay năm cây trắng. Như cây này thì nó vẫn là thân tím bình thường thôi. Dòng thân này nó là dòng thân nhỏ, nó chỉ từ 0,3 đến 1 cm, còn chủ yếu là nhỏ, từ 0,3 đến 0,7 là nhiều. Để mà to hẳn thì rất là khó và rất là ít người nuôi có thể to được. Còn những người mà nuôi có thể to được thì hoa nó đã rất là siêng hoa và rất là to rồi, bởi vì nhiều nắng mà. Bản chất của cái cây thân lá này thì là cổ tím, cổ khắc tím, thân xanh. Cổ ngấn tím và nó cũng có đôi khi sẽ có một số chấm nhỏ. Lên đến đầu đỉnh ngọn thì nó cũng như nhau thôi. Dưới gốc hay đầu đỉnh ngọn thì nó cũng xem nhau, chứ nó cũng không phải không hẳn khó.
không hẳn là có khó vì cái cổ này khá là đặc trưng. Mọi người chú ý khi mua của bất kỳ một bên, một kênh nào thì cái phần thân lá là phần rất là quan trọng khi mọi người mua kỳ về. Còn dù là kỳ hay là mầm to hay là nhỏ ấy, thì nó cũng đều có những cái yếu tố đặc trưng riêng của nó. Thì nếu như mà người ta mà có bảo là nhỏ này thì nó khác to ấy, thì là không đúng. Bởi vì to hay nhỏ nếu cùng một loại, cùng một giống tách chiết nhân kỳ thì gần như là cái độ chênh lệch và khác nhau của nó rất là ít. Thân của nó dài tối đa tầm 1,5 m. Còn chủ yếu là nó cây này khi mà nuôi trong trạng thái bình thường chỉ tầm độ 6-70 đến tầm 1 m là chủ yếu là nhiều nhất. Còn để mà nuôi đạt tầm 1,5 m thì rất ít. Dáng lá của cây này khá là bình thường, nhìn chung nó không có gì đặc trưng lắm. Thân của nó hơi zigzag này, từng đốt zigzag lên. Lá của nó khá thưa, mỗi lá cách nhau khoảng 2 cm. Lá của nó to khoảng 2,5 đến 3,5 cm và dài tầm 8 đến 10 13 cm tầm đó. Nhưng ở cái đặc trưng của nó, có một cái đặc trưng rất là dễ nhận ra, đó chính là cái lá này, nó nhọn. Đây là cái dáng lá, cổ lá của nó. Dáng lá rất là đặc trưng của cái mắt đỏ. Cổ nó vẫn ngấn tím nhá. Dáng lá nó hơi đặc trưng. Đặc trưng riêng của dòng mắt đỏ luôn. Khi anh chị để ý khi mua cây về, người ta chụp hình dáng lá nó có giống như này thì mua. Và nó có những yếu tố như thân lá tím này, chấm ở đầu ngọn, thân xanh, lá hơi răm và nhỏ cánh cung này. Đấy, đây là dáng lá của nó. Đây là kỳ, cái dưới này kỳ lên đó. Kỳ lên với những kỳ tự nhiên thì nó sẽ rất là to, nó không hề nhỏ. Còn những cái mà nó nhỏ thì nó cũng nhỏ hơn, thì nó chỉ bé hơn thôi. Nhưng riêng cái đặc lá, đặc trưng của nó, dáng lá của nó thì không thể nhầm được. Mầm da tím. Đặc trưng cái dáng lá này rất ít người, nhìn chung là nó có một số ít. Đây là cây giống dáng lá này nhưng mà không phải hoa mắt đỏ. Thì bởi vì nhiều người mua bị nhầm rất là nhiều. Nhưng mà cũng cần phải đính chính lại cái việc đó, chính là mua bán cây cối. Có rất nhiều kênh phân phối bán hàng, nhưng không phải kênh nào người ta cũng đã được nhìn hoa thực tế, và không phải là kênh nào người ta cũng đã được ngắm hoa. Như em đây, nhiều khi em có rất là nhiều cây hoa nở tại nhà luôn. Thế nên là mọi người có thể là nhắn tin cho em ấy, khi mà mình xác định là mình mua một cái cây để mình chơi thì nó có giá hết rồi. Thị trường thì có người bán đắt, người bán rẻ, nhưng em bán giá là giá nó đã có giá cứng rồi. Thế nên là khi mà mọi người gọi điện hỏi mua ấy, thì mình không phải tham khảo, bởi vì giá nó là giá chung. Không phải em thích bán đắt là bán đắt được, mà không phải em thích bán rẻ thì em sẽ bán rẻ. Bởi vì khi em đã mua đắt rồi thì làm sao em có thể bán rẻ được, đúng không ạ? Trừ khi nhà nuôi ra được thì em cũng chỉ bán rẻ hơn một chút thôi. Bởi vì mình bán rẻ quá thì anh em người ta cùng nghề người ta sẽ nói rất là nhiều, giá nó hợp lý, phù hợp thị trường. Bởi vì không phải mình em bán mà ai người ta cũng bán. Nhưng giá nó có một cái giá mức nhất định, giá chung, để mọi người cũng biết. Nhưng cái quan trọng nhất, nó cũng phụ thuộc một phần vào giá thôi. Phụ thuộc quan trọng là cây là mình mua phải đúng cây, đúng được cái cây mà mình cần mua. Đó chính là như em đang quay đây, cái cây phi điệp mắt đỏ Hòa Bình. Còn khi mà cái cây này nó nở ít bông ấy, thì có thể là bông nó sẽ cánh bầu hơn, đẹp hơn và ám khói hơn, nó xanh hơn ấy. Thì bây giờ em nói chi tiết về cái bông hoa của nó, chi tiết của cái bông này. Cái cây này thì nó ra hoa vào dịp tháng 6 đến tháng 8. Bây giờ đang nở hoa là tháng 7. Nhưng có thể là do một số người nuôi trồng ấy, thì nó sẽ nở sớm hơn hoặc nở muộn hơn. Đa phần nó chỉ vào một trong mấy hai tháng, một hai tháng gần nhau thôi, chứ còn khi mà nó cách xa nhau quá ấy,
thì gần như là cách xa xa quá thì chắc là không đúng đâu. Bởi vì cái cây này nó là gen mà sao nó có thể nở tháng 2 được, đúng không ạ? Thì đây em nói về hoa của nó. Hoa của nó nở vào dịp tháng từ 6 đến 8. Và ra hoa theo tỷ lệ chủ yếu phụ thuộc vào là ánh sáng và cách nuôi trồng. Khi mà các anh chị trồng ở cái vườn nhiều nắng, cắt nước sớm thì hoa nó sẽ rất là nhiều. Nó nở đúng vụ, nở tự nhiên. Gọi mình cái nôm na gọi là nuôi tự nhiên, nở tự nhiên ấy. Hoa nó sẽ rất đẹp và nó sẽ được bền. Độ bền của cây này nó chắc phải tầm 20 ngày. Bởi vì cây này nó nở mấy ngày mà? 5 ngày rồi, 5-6 ngày rồi. Được khoảng 20 ngày. Cái cánh hoa của nó thì màu sắc, thì nếu như theo nhận định cái cánh của nó ấy, thì có năm thì nó ám hồng, có năm ám tím, có năm thì nó tím luôn. Nhưng còn cái mắt của nó thì nó là đặc trưng. Mắt đỏ, mắt nó tràn viền ra ngoài. Mắt nó tràn viền hết ra ngoài. Đặc trưng của nó. Ở ngoài nắng nó rất đỏ. Ở ngoài nắng nó rất là đỏ. Và cái đặc trưng của nó thì là mắt tràn viền và rất là to. Gần phân thùy hai mắt rõ ràng. Còn khi mà cái vấn đề là nở ở 1-2 bông ấy, thì nó rất là đẹp. Thì khi người ta chụp ít bông, 5 bông trở xuống ấy, thì nó một cây to mà chỉ có 5 bông, nó sẽ dồn cả sức lực để cho vào cái cây hoa đó. Thế nên là cái bông hoa đấy nó sẽ rất là đẹp. Còn khi mà nhiều bông như thế này thì nhìn bông thì không thể đẹp được. Nhưng khi anh chị mà nuôi một giò rực rỡ như thế này thì là sẽ mất một thời gian chăm khá là dài. Còn cái việc là mình mua bán, mình có điều kiện đến đâu, ví dụ các bác muốn sưu tầm cái mắt đỏ này thì vào cái kênh của em, là cái kênh Thiên Đường Ngàn Hoa ấy. Ở trên đó thì em đều có fix giá ở trên đấy hết rồi. Nó là giá để cho mọi người cùng sưu tầm. Thì khi mà ví dụ anh muốn mua một cái cây là tầm 1 triệu chẳng hạn, thì anh liên hệ với em, anh bảo là anh muốn mua cái cây này tầm 1 triệu hoặc cây kia tầm 1 triệu thì nó được bao nhiêu. Thế thôi, chứ còn cái việc tham khảo giá ấy, thì các bác nên lưu ý rằng là giá là do người bán và người mua quyết định, chứ chưa có bên nào là bên người ta fix giá cứng như bên em cả. Chỉ có duy nhất bên em là hiện giờ đang bán giá cứng. Có nghĩa là anh mua cây nào bao nhiêu tiền thì cứ đo xăng lên. Còn nếu như mà cái loại đó nhà em không có thì em nói là em không có. Vậy thôi. Còn cái kênh Thiên Đường Ngàn Hoa của em ấy, thì về sau em sẽ cố gắng xây dựng để người ta, khi mà người ta lấy cái những cái mà có thể là thuộc về bản quyền bên em ấy, thì người ta sẽ hạn chế hơn. Bởi vì cái kênh này không dành cho những người đi mượn ảnh. Bởi vì của nhà em có cái nào nở hoặc đã từng nở hoa nhưng chưa quay lại video, nhưng phải nở rồi, phải có ảnh thì em mới bán. Còn không thì mọi người thì cứ vẫn nghĩ rằng là em chỉ đi sáng tác nội dung, nhưng không phải thế. Em chủ yếu là kinh doanh. Nhưng em kinh doanh với những cây mà đã nở hoa rồi và chắc chắn mọi người mua về thì nó sẽ là cây đó. Nên mọi người có thể là tham khảo ở trên video của em, tất cả những cái video khác. Ở trong kênh của em thì kênh Thiên Đường Ngàn Hoa ấy, kênh Thiên Đường Ngàn Hoa thì có đầy đủ từng video của từng loại. Khi em bán ra thân lá như thế nào, hoa ra làm sao, nở tháng mấy, mùa nào, cây gì, nguồn gốc đều có hết. Mọi người có thể check trên kênh đấy. Là một cái kênh mà em sẽ xây dựng để về sau trở thành một cái kênh có ích khi anh chị đi mua một cái cây nào đó. Có thể là không mua bên em, mua bên khác. Nhưng để tránh tình trạng lừa đảo quá nhiều hiện nay thì mọi người có thể xem cái video đó để mọi người biết được rằng là cái cây đó nó như thế nào, ra làm sao, nguồn gốc như thế nào. Nhưng thực ra ấy, thì cũng một số kênh người ta lấy cái video của em ấy thì người ta đăng lên thì người ta cũng bảo là đấy, nhà em nó nọ kia, hoặc là người ta học thuộc cái bài của em. Nhưng mà cần cân nhắc khi mua cây chưa có hoa tại nhà. Đấy là điều lưu ý khi em muốn gửi đến mọi người. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em. Nếu như cảm thấy mà thông tin kênh Thiên Đường Ngàn Hoa hữu ích thì anh chị có thể đăng ký và mua bán trao đổi. Anh chị có bán thì em mua, anh chị có mua thì em sẽ bán, để có một tạo ra một cộng đồng chơi lan lành mạnh, công bằng, song phẳng như nhau.
có nhiều tiền thì mua cây to, ít tiền thì mua cây nhỏ, mà ít nữa thì sưu tầm mua mắt ngủ. Chuyện đấy đơn giản, để ai cũng có thể sở hữu được một cây nó đúng với cái hoa của nó. Cảm ơn anh chị theo dõi video của em. Hẹn gặp lại anh chị vào những video sau. Xin chào anh chị.